Xin chào các bạn. Hôm nay nhân dịp channel đạt được 100 sub, mình xin trân trọng thông báo một số điều như sau. Thì đây là những từ tâm sự của mình và cũng là những điều mà mình có ý định thay đổi về channel. Thực sự thì mình hỏi các bạn những điều như thế này nhé. Bạn có bao giờ để ý những kênh bạn từng subscribe chưa? Có rất nhiều channel có những nội dung rất hay nhưng ít được chú ý. Bạn xem và bạn cảm thấy vui hoặc cảm thấy nó khá là hữu ích, nhưng không phải ai trong các bạn cũng có thể nhớ là nên để lại cho họ một sự cảm kích nhất định như là một cái like hoặc một cái comment. Và có thể bao giờ để ý họ tại sao họ lại làm video, hay tại sao mà họ, nếu họ làm video thì họ được gì? Và có biết một YouTuber kiếm tiền được do đâu không? Vâng, đúng rồi ạ. Họ kiếm tiền thông qua quảng cáo mà nó chạy trình hình trên cái video mà đôi khi bạn phải tắt nó thật nhanh vì nó che đi những phần quan trọng. Dự là có rất nhiều thanh niên đang cố tắt cái này. Bạn thấy khó chịu chứ? Vâng. Nhưng đó chính là cách mà các YouTuber nhỏ lẻ vật lộn để kiếm tiền nuôi cái channel của họ. Còn số tiền họ kiếm được thì sao? Bạn có thể tính như vậy. Nếu mình thực sự làm video vì tiền thì mình có thể làm cùng lúc 7-8 video từ tựa nhau và tìm cách spam đi câu view thì mình sẽ nhận được 7-8 lần lợi nhuận. Đó cũng chính là lý do có khá nhiều video giống nhau xuất hiện trên YouTube. Việc này biến YouTube vốn thành một cái free platform và nó đã lớn mạnh hơn TV, không mang lại giá trị mà nó đang có. Vì vậy có thể nói YouTube chỉ cần số lần mà bắt bạn nhìn thấy cái video đó, không cần biết bạn có thực sự xem nó hay không. Nhưng mình lại rất cần như vậy, cần nó. Rất nhiều YouTuber khác cũng vậy. Chúng mình rất cần được view thực sự từ các bạn. Các bạn xem và các bạn cảm thấy hài lòng vì mình đã xem cái video do mình làm ra mới chính là lượt view thực sự. Lại quay lại việc cái quảng cáo kiếm tiền. Sự thực thì số tiền kiếm được từ việc treo quảng cáo phiền hà kia vốn là không nhiều. Thứ nhất, không phải ai cũng có thể sản sinh ra những video chất lượng liên tục trong khoảng thời gian ngắn, trừ khi họ đi spam video hoặc copy quay đó. Thứ hai thì bản thân tiền lợi nhuận của quảng cáo đã không cao. Thứ ba, có rất nhiều channel phải liên kết với những dạng network để vì vốn họ quá nhỏ để thực sự kết nối với YouTube partner, nên họ vẫn phải chia phần trăm lợi nhuận từ số tiền vốn đã hạn hẹp từ việc treo quảng cáo cho những channel của những cái network đó. Những YouTuber đó không còn lại nhiều để tiếp tục niềm đam mê của họ. Mình đang ám họ đây, cũng ám chỉ bao gồm cả mình. Sau khi lang thang và tìm hiểu thì mình đã thấy một dự án rất tuyệt vời mà các YouTuber khác đang tiến hành để biến YouTube thành một nơi tốt đẹp hơn. Dự án Patreon. Mình có để cái link Patreon ở bên dưới để các bạn tìm hiểu. Patreon là nơi các bạn có thể bày tỏ sự cảm kích hay đơn giản là bạn cảm thấy muốn giúp những YouTuber đó. Một YouTuber nào đó. Những YouTuber như mình thực hiện niềm đam mê của mình thông qua sự mong muốn mang truyền tải thứ cái gì đó cho những người view như các bạn. Những cái quan trọng là bạn sẵn lòng giúp thì bạn hoàn toàn có thể thông qua Patreon để làm điều này. Một Patreon, những gì bạn phải làm là dùng số tiền bạn muốn để tài trợ cho những channel bạn ưa thích. Tài trợ, mình nói tài trợ, mình không nói đến hàng trăm ngàn, triệu hay là cả rất nhiều tiền. Mình đang nói đến 1 đô, nửa đô, 2 đô, 3 đô một tháng, trong một tháng hay một video, tùy vào ở bạn hoặc và sự hài lòng của bạn. Chẳng hạn bạn có thể bỏ tiền túi ra thì một tháng bạn chỉ phải bỏ ra 1 đô cho một channel nào đó. Nhưng bạn có biết không, một đô đó có thể là một thành phần để giúp cho channel đó hoạt động tiếp tục, để hỗ trợ gia đình đam mê của channel đó. Và bạn thậm chí có thể lúc khi nhận được những phần thưởng tương xứng như sự đóng góp của bạn, như là một video bonus chỉ dành riêng cho bạn, hoặc những thứ khác còn tùy thuộc vào channel mà bạn tài trợ thôi. Và còn có thể bày tỏ sự cảm ơn của bạn tới những YouTuber và trao cho họ những thứ mà họ cần để tiếp tục niềm đam mê của mình. Trên con đường này, đôi bên cả YouTuber lẫn viewer đều có lợi. Bạn có thể bày tỏ sự cảm ơn của mình tới những channel mà đang mang tới những điều hữu ích cho bạn, và họ có thể tiếp tục làm những điều mà họ mong muốn, tiếp tục với niềm đam mê của mình.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về Patreon trước khi quyết định làm bất cứ điều gì. Nhưng hãy nhớ đây chính là con đường hoàn toàn mới để đưa những người xem đến gần hơn với YouTuber. Và biến YouTuber trở thành nơi tuyệt vời hơn cho những sự sáng tạo. Đường link mình để ở đây là đường link Patreon của mình. Có thể sẽ ít hoặc thậm chí chẳng có ai ở trong đây và trong đó và quan tâm. Nhưng bạn biết không, mình tự hào vì đã mang đến cho những video mà các bạn cảm thấy hữu dụng và là một phần của việc thay đổi YouTube. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe những dòng tâm sự và chia sẻ của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video quá thông tiếp theo nhé. Evil out.